Thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Kim Sơn đã tổ chức hội thi thể thao truyền thống. Đây là một sân chơi bổ ích giữ gìn những nét văn hóa độc đáo của người dân vùng đất mở. Hội thi năm nay thu hút hơn 30 đơn vị khối xã, thị trấn và các cơ quan trường học tham gia thi đấu ở 8 nội dung gồm kéo co nam, bơi trải, bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, cùng với đó là các trò chơi truyền thống, leo cầu ngô, bắt vịt trên sông Ân, bịt mắt bắt vịt trên cạn. Qua đó đã tạo không khí sôi nổi và đón nhận sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân. Hội thi thể thao truyền thống là hoạt động thường niên được huyện Kim Sơn tổ chức hàng năm vào ngày Quốc khánh. Đây thực sự là đợt sinh hoạt văn hóa thể thao sâu rộng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, là dịp thuận lợi để mọi người được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao của huyện. Đồng thời, nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để huyện Kim Sơn quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của vùng đất mở đối với du khách trong và ngoài tỉnh.